này. Và section sau thì chỗ thầy Công ấy thì sẽ giới thiệu cho chúng ta bài tập lớn nhé. Thì để chúng ta sẽ làm, tại vì khả năng là kỳ 1 thì chắc là chúng ta học online thôi, có là offline được, nên chúng ta sẽ làm luôn project để lấy cả điểm cuối kỳ luôn nhé. Đấy, tức là cuối kỳ sẽ project, tức là điểm cuối cái điểm project thì sẽ là gì, sẽ vừa giữa kỳ cuối kỳ, nhưng mà cái cuối kỳ thì sẽ cộng thêm một cái điểm trắc nghiệm nữa. Đấy. Cái trắc nghiệm thì bọn mình đến cuối thì sẽ có một bài trắc nghiệm để cộng với cả cái trình bày ấy, bài project thì là điểm cuối kỳ, còn giữa kỳ thì sẽ gì, sẽ dựa trên tóm lại là project thì nó sẽ gì, sẽ điểm vừa giữa kỳ cuối kỳ, nhưng cuối kỳ sẽ gì, sẽ đánh giá thêm dựa vào một cái bài trắc nghiệm nữa. Thì đầu tiên thì ta sẽ học cái bài về RNN và Long-Term Memory, Recurrent Neural Network và Long-Term Memory. Thì nội dung hôm nay tôi sẽ trình bày là về Recurrent Neural Network, tức là mạng neuron hồi quy đấy. Và thứ hai là cái hiện tượng vanishing, exploding gradient của nó, cái hiện tượng tức là gradient mà nó bị bùng nổ, hoặc nó bị gì, triệt tiêu ấy, trong gì, trong 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 vấn đề gradient. Và một trong cái giải pháp của nó chính là gì, ta sử dụng cái long-term memory, tức là ta có thể là hiểu là gì, là bộ nhớ ngắn hạn dài. Thế này là bộ nhớ ngắn hạn, nhưng ta có thể gì, sẽ nhớ được dài. Và cuối cùng là một số cái ứng dụng của RN cũng như nó trong long-term memory, tại vì khi ta đã sử dụng RN được thì đa số người ta sẽ dùng mở rộng thành cho long-term memory luôn. Tại vì long-term memory đã như ta nên biết là nó tốt hơn hẳn so với recurrent neural network. Như các bạn đã biết thì gì, thì trong cái xử lý mô tự nhiên natural language processing thì gì, thì ta gì, ta dữ liệu chính dưới dạng SQL đúng không, SQL data đúng không, và gì, và một cái mà nó cũng cũng có thể không phải là ngôn ngữ tự nhiên, nhưng mà nó cũng dạng SQL, như là time series data đấy. Ví dụ như là cái về cái mà ta thấy hàng ngày bây giờ ấy, chính là cái cổ phiếu ấy đấy, thì là nó time series đấy, tức là cái nó cứ phụ thuộc ngày trước, ngày sau và gì, và ngày sau nữa vân vân, theo một cái chuỗi đấy, thì người ta tham series. Nhưng mà gì, nhưng mà cái của chúng ta gì là natural language đấy, thì rõ ràng là cái này hôm trước tôi nói rồi, ở cái các chúng ta học về Haydn và Komodo đúng không, thì nó cũng đã gì cho cái bài toán là SQL data hay SQL labeling đấy, thì nó cũng là gì, nó rất là đặc trưng của một ngôn ngữ, là của ngôn ngữ. Văn bản thì thường là gì, thường từ sau phụ thuộc từ trước, hoặc là gì, hoặc là kể cả từ trước ta có thể gì, tức là ta một từ đấy có thể phụ thuộc vào cái từ đằng đằng trước nó, hoặc là gì, từ đằng sau nó. Nếu nếu mà tất nhiên tùy từng phép toán, ví dụ mô hình ngữ chẳng hạn thì nó chỉ phụ thuộc vào vào từ sau thôi, nhưng ví dụ đối với một bài toán dịch hoặc một bài toán tóm tắt chẳng hạn, thì đôi khi gì, thì nó còn là phụ thuộc vào cái từ mà gì, từ đằng trước, thì đấy là cái, nhưng mà nó gì, nó đều tuân theo cái SQL data. Đấy. Thì chính vậy là gì, chính vậy là có cái mô hình nào mạng Ron mà thích hợp cho nó hay không, thì đấy thì rất may là gì, may là người ta đã mô hình được cái mô hình rất thành công cho gì, cho cái mô hình SQL data, chính là gì, chính là Recurrent Neural Network, và mở rộng nó chính là gì, Long-Term Memory mà hôm nay chúng ta nghiên cứu. Thì có một vấn đề là gì, tại sao không phải gì một cái mạng neuron chuẩn, neural network standard, các bạn nghe rõ chưa anh?
Dạ Được có, rồi, cháu cứ giảng đi ok. ạ. Đấy thì ở đây thì nó có một cái vấn đề là gì? Là cái input output này có thể gì? Khác nhau về gì? Có thể cái độ dài khác nhau trong gì? Trong các cái ví dụ khác nhau. Và đặc biệt gì? Nó không share được cái việc học giữa các cái vị trí của văn bản. Tức là ở đây thì ta gì? Ta gần như là gì? Gần như là ta không không tận dụng được cái từ trước phụ thuộc vào từ sau chẳng hạn. Và được một cái ý nữa là gì? Là cái nhớ của nó ấy, thì nó sẽ bị gì? Bị gần như là gì? Bị ảnh hưởng khi nếu mà cho cái này thì gì? Thì càng về sau ấy thì gần như là cái nhớ thông tin của cái ngữ cảnh ấy, thì nó sẽ gần như mai một và gì? Và nó bị mất. À. Thì đấy là cái gì? Cái nếu mà ta sử dụng cái mạng chuẩn nó luôn kiểu mạng gọi là feed forward ấy cho ví dụ cho bài toán về 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 SQL data, SQL labeling nhỉ. Thì và thứ hai nữa đấy, thứ hai là cái về cái input output nhỉ. Đấy, thì ví dụ như là cái độ dài khác nhau nhỉ, thì ta rất khó mà gì mà thêm vào. Tại vì ví dụ như ở đây nhỉ, thì thường là gì? Thường là các cái độ dài của nó phải gì? Phải bằng nhau. Chính vậy là gì? Chính vậy là ta gì? Ta có một cái gọi là kiến trúc mạng, chính là Deep Neural Network. Để gì? Để giải quyết các cái gì? Các cái mà cái mạng nó còn chuẩn, nó không giải quyết được. Hay đặc biệt nó sẽ rất thích hợp cho bài toán mà gì? SQL Data. Thì đánh mạng Neural Network thì ta có thể hiểu là gì? Là một mạng trí nhân tạo mà gì? Mà thường sử dụng cho gì? Cho SQL Data hoặc là Time Series Data. Đấy. Cái mà ta mô tả cái dữ liệu mà tôi vừa trình bày ở slide trước. Đấy thì các cái ứng dụng của nó là gì? Cho đương nhiên là cho gì? Cho các cái liên quan đến ngôn ngữ. Để kể cả đây nó có cái dính toán ví dụ như image captioning nhá, thì thực ra đây nó chuyển đổi từ ảnh sang text, từ 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 một cái ảnh thì đã gì? Ta transfer sang chuyển sang text xem nó gì? Sẽ mô tả cái ảnh này như nào. Thì đây là các cái kiểu mà gì mạng thì cơ đơn nó nữa mà gì mà ứng dụng trong gì trong trong thực tế ấy, thì thực sự là gì thực ra là rất nhiều bài toán có thể dùng được cái mạng này. Đấy, ví dụ classification nhá, thì ta có một đầu vào một đầu ra, hoặc là về cái image caption thì đấy thì nó one to many, tức là một đầu vào chỉ mỗi ảnh thôi, nhưng đầu ra là gì là các cái út. Đấy, thì thực ra ta có thể mô tả mỗi cái út là một cái output của cái mạng này. Đấy. Hoặc là đối với bài toán sentiment nhỉ, phân tích quan điểm thì ta có thể nhiều đầu vào và một đầu ra, thì đây nó liên quan nhiều đầu vào thì mỗi đầu vào ta có thể là một út của một câu ấy, rõ ràng ta đưa cả một sentence vào đúng không, thì nó có sẽ nhiều các cái út. Đấy, thì mỗi út là ta sẽ gì sẽ đưa vào và gì, và thực ra đây nó chỉ một đầu ra là gì là nó đánh giá cái câu đấy là gì tích cực hay tiêu cực, hoặc là gì hoặc trung tính nếu chờ. Đấy, thì nó là cái many to one, hoặc là gì hoặc là cái mà tổng quát nhất là sequence to sequence, đấy là many to many, tức là nó có nhiều đầu vào và gì và nhiều đầu ra. Đấy, thì đối với bài toán này là gì là rất là thích hợp rất nhiều bài toán, ví dụ ta có thể gì kể ra như bài toán speech recognition, hoặc bài toán đặc biệt bài toán về dịch máy machine translation. Đấy, thì có thể là gì loạt các cái từ, ví dụ tiếng Anh nhỉ, xong ra gì loạt các từ tiếng Việt. Đấy, thì ta có thể gì mô tả cái kiểu dưới dạng gì dưới dạng như thì cơ thể nó lại network, hoặc là gì bài toán post hay path of speech chẳng, bài toán gọi là gắn nhãn thường loại. Đấy, thì ta cũng có thể gì đầu vào là các cái từ và đầu ra đây, mỗi cái từ là một nhãn. Đấy, nó tương tương hoàn toàn ta có mô tả bằng gì một cái mạng RNN. Hay khác là gì? RNN là gì? Là ứng dụng rất hiệu quả đối với bài toán sinh ngữ tự nhiên. Người ta xem kiến trúc cụ thể của cái mạng RNN như nào. Đấy, thì RNN thì đây là ta xem một cell, một cái gọi là một một kiểu cái ta có thể gọi là một tầng hoặc là một cái cell, một cái phần tử ấy của mạng. Thì đấy thì nó sẽ có một cái gọi là tầng ẩn khởi tạo là H0 và đầu vào là gì
là X1. Đấy thì nó sẽ đầu ra là gì? Đầu ra là H1. Đầu ra H1 thì tất nhiên là H1 đây thì nó sẽ gì? Sẽ là đây đây là tôi nói là một cell nhá. Thì đây H1. Cái H1 thì nó là ta có thể hiểu là gì? Là tầng ẩn H1. Đấy thì ở đây là H1 thì nó có thể gì? Đó. Minh họa bằng thực ra là ở đây đối với RR thì người ta hay dùng hàm tanh tanh của cái ma trận là WHH nhân với H0 và cộng với cả W của HX nhân nhân X1 thì đây đây là có hai cái gì cái ma trận trọng số đấy, thì đấy là một cell đấy, thì nó cắt một bằng này đúng không đấy, thì ta gì ta tuy nhiên là đây ta cũng thể có đầu ra luôn đấy, đầu ra của cái RR này luôn đấy, đầu ra thì nó sẽ gì nó sẽ H1 nó sẽ nằm cái hàm của thằng H1 này đúng không đấy, thì nó ta có thể gì để đơn giản là cái số mắc của cái thằng H1 nhân với cả cái trọng số đấy, nhân nhân với cả cái ma trận là HI để ra cái gì cái input đấy, thì thường là gì thường là HI nhân cái ma trận HI nhân H1 là ra gì ra cái output, nhưng tuy nhiên là gì tuy nhiên là thường người ta sử dụng hàm số mắc để gì để người ta xác suất hóa cái giá trị của cái U1 thì đấy tại sao mà gì người ta dùng số mắc ở đây thì ta có thể minh họa đấy, ví dụ đầu vào là một cái gì cái vector đấy, vector này thì có thể là sau ta minh họa ví dụ vector tư chẳng hạn một cái từ thì ta đưa vào ví dụ như là có thể one hot vector hoặc là gì hoặc là các bạn dùng cái word embedding luôn mà hôm thứ bảy chúng ta học đấy, tức là dùng số chiều để nó ngắn hơn mà nó gì nó dense hơn để nó lưu giữ thông tin tốt hơn thì người ta dùng word embedding. Thì đây để mô tả thì ta chỉ có ba này thôi, ba cái vector có độ dài bằng 5 thôi, nhưng mà tuy nhiên trong thực tế thì đây độ dài nó tương đương với cái word hai vec, ví dụ như 2-300 gì 2-300 cái feature trong cái này. Vector khởi tạo đây thì ta có thể gì là H0 như thế đấy, thì tương ứng nó sẽ ra cái H1 H1 là như này và gì H1 đây nhỉ đấy, thì nó sẽ gì tương ứng nhân với cả mạng cái ma trận trọng số là gì là HI chẳng hạn, để nó ra cái gì cái thằng Y Y đây Y1 đấy, thì cuối cùng nó ra gì cái thực ra cái Y1 nó đã là hàm số mắc của cái thằng trọng số HI nhân cả thằng gì H1 này rồi. Thì rõ ràng sau mắc như tôi nói là nó gì nó là xác suất hóa cái gì cái giá trị đấy, tức là nó là E của mũ là gì mũ cái hàm sau mắc là E của mũ là II trên gì trên là sigma của tất cả các cái E của thằng II đấy, thì như tôi nói tổng tất cả nó sẽ có một và nó gì nó là xác suất hóa. Vậy từ đây là ta xem cái nào lớn nhất thì chính là gì? Chính là cái giá trị mà gì? Mà nó sẽ ra ví dụ đây 0,7 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ ra là cái gì? Cái giá trị của nó là gì? Là ta đạt của là tại 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 0,7. Thì là tức là đây ta có thể là đấy như là cái bài toán phân lớp chẳng hạn thì cái nào lớn nhất ta chọn thì đây là ra 0,7 lớn nhất đúng không? Hoặc là thứ hai là ta cần cái xác suất thì chính là gì ra cái 0,7 thì đấy là cái chung của một cái mạng đúng không? À, đây là một cái cell của cái mạng thì là nó là network. Thế đấy thì cuối cùng gì cuối cùng nó sẽ ra cái I1 như này, nhưng tuy nhiên là gì tuy nhiên là đây là nó chỉ là một cell thôi, ví dụ như là đây là một một cái từ vào một cái đầu vào, tuy nhiên là gì tuy nhiên là khi ta nhiều đầu vào hay là khác là liên quan đến ví dụ như là một câu vào một dãy các từ chẳng hạn đấy, thì nó sẽ tương ứng đấy, là một cái tức là ta add-on tức là ta trải ra ấy thì nó sẽ như vậy đấy, thì nó tương ứng với một x2 x3 đấy, thì cái mạng này các bạn thấy gì thấy nó khá là gì khá là cái kiến trúc là khá là khác với cả cái mạng vậy là mạng truyền thống đúng không đấy, là nó sẽ gì sẽ cái đầu vào ấy nó sẽ tương ứng bởi các cái tầng ẩn của nó đúng không? Các cái tầng ẩn. Đấy.
tầng ẩn, chứ nó không phải như cái mạng truyền thẳng là tất cả ta sẽ đi vào cái tầng đầu tiên. Thì đấy thì cái kiến trúc như mạng này thì nó sẽ đạt được cái tiêu chí là gì, là nó sẽ tận dụng được cái thông tin đấy, thông tin của ngữ cảnh, ví dụ như là cái tầng thứ hai này đúng không, cái tầng ẩn thứ hai này này đấy, thì nó sẽ gì, sẽ dựa vào cái gì, cái thông tin là gì, là H1 đấy. H1 thì nó đã gì, nó đã chứa cái thông tin từ thằng X1 rồi đúng không, đấy thì đã thằng sau thằng X2 vào đây chẳng, thì đấy thì nó sẽ tận dụng được cái gì, cái ngữ cảnh là gì, X2 nó sẽ gì, tận dụng được cái thằng X1 đấy. Và nữa là gì, nữa là cái nhớ nó sẽ nhớ tốt hơn, tại vì vì đấy ví dụ giờ các cái thông tin của các cái gì, các cái tương ẩn sau ấy, thì nó sẽ gì, nó sẽ nhận trực tiếp cái input vào luôn đấy, chứ nó không phải nhận từ đầu ấy. Thế nên ra là gì, nên ra là cái ngữ cảnh nó sẽ gì, sẽ real time hơn, nó nhớ hơn đấy, thì chính vậy là cái RNN mà gì là khá hợp đối với bài toán là gì, SQL Labeling. Đấy thì ở đây là ví dụ đây là ta có ba cái, ba cái input đấy, còn nhiều input thì ta cứ tương tự thôi, thì nó sẽ ra cái gì, một cái mạng RN của ta. Ví dụ như là một câu 24 chẳng hạn, thì ta sẽ có là gì, là tương là 20 cái gì, cái hidden của cái mạng RN, và mỗi cái nó sẽ một từ nó sẽ đi vào. Đấy, thì đây nó có thể tương ứng là gì, là các cái đầu ra liên tục, nếu mà giả sử gì đối bài toán đây là bài toán SQL to SQL đấy. Nếu bài toán mà gì SQL to ăn nhạ thì nó có thể chỉ cần nhãn cuối thôi đúng không, đấy, cái i3 thôi, chứ ta không cần phải i1 i2 nữa đấy. Ví dụ như là bài toán mà jacket nice đấy, thì đây ví dụ như là các cái mà nó rõ gì, nó sẽ đoán luôn các cái đấy, thì đây nó liên quan, ví dụ như là đây là cái bài toán mà gì về mô hình ngôn ngữ chẳng hạn đấy, thì ví dụ như là the cat chẳng hạn, thì nó sẽ đoán từ tiếp theo cat là từ gì đúng không, đấy, thì đây có thể đoán từ nice đấy. Còn tiếp theo là gì, the cat nice thì gì, thì nó sẽ đoán tiếp theo là gì đấy, có thể đoán là extinct này này, extinct này thì là gì, là cái từ tiếp theo của the cat nice, thì đây nó sẽ liên quan bài toán mà gì, many to many này, hay là khác là ví dụ như bài toán mà gì mà cái này có thể ứng dụng vào bài toán chính là gì, là mô hình ngôn ngữ đấy, là từ gì, từ k từ ta có thể đoán được gì, được cái từ thứ k cộng một. Còn nếu đối với bài toán mà gì, bài toán mà phân tích quan điểm chẳng hạn, thì đúng là ta chỉ gì, chỉ là many to one thôi đấy, từ từ cái gì đầu vào này ta chỉ cần cái đầu ra cuối cùng thôi đấy, đầu ra cuối cùng đấy, đầu ra cuối cùng y đây thì nó gì, nó sẽ phải trả lời được cái gì, câu này là tích cực hay tiêu cực, positive hay negative rating, thì đấy là cái gì, cái ví dụ về cái gì, cái mạng RN của ta. Đấy, thì tất nhiên là RN này thì nó sẽ gì, nó sẽ share tham số, không phải là các cái tham số của ví dụ cái một vào còn cái hai vào nó khác nhau, ở đây nó chỉ có ba bộ tham số thôi. Bộ tham số thứ nhất là gì, là từ x vào cái gì, cái mạng RN. Bộ tham hai số thứ hai là gì, là giữa các cái gì, các cái tầng ẩn. Bộ thứ ba là gì, là từ cái là gì, là từ cái ra cái gì, từ các cái trạng thái mà gì ra cái output đấy, từ cái trạng thái ẩn ra cái output, thì thêm một trong tham số nữa đấy, ta chỉ có ba bộ thôi đấy, còn các cái này nó sẽ là gì, nó sẽ là xe nhau trong các gì, trong trong các cái layer của gì? Của cái mạng này. Đấy thì khi đã mạng này rồi thì ta có thể cái mạng gì, nó gọi là byte Bidirectional Neural Network, tức là mạng cả gì theo thứ tự ngược nữa, theo thứ 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 tự ngược, thì cái mạng mà ngược này là mạng đấy, tức là tận dụng được cái thông tin như tôi nói là gì, là cái từ này chẳng hạn, thì ngoài là phụ thuộc vào từ trước thì nó còn phụ thuộc vào cái từ gì,
từ chưa biết từ đã đứng ở sau nó nữa, nó cũng có thể là gì, nó có thể vô thuộc. Đấy, thì trong một số bài toán thì người ta sẽ dùng cái hoặc by, ví dụ như bài toán về dịch máy hoặc tóm tắt văn bản nhá, thì người ta phải dùng máy. Còn đối với bài toán mô hình ngôn ngữ thì lại không cần mô hình ngôn ngữ, thì ta chỉ cần là gì, cần là cái mạng mà gì, mình từ net to die là được. Hai gì, hoặc thứ hai là cái kiến trúc mạng mà nó gọi là stack network, là mạng ta trồng, gọi là trồng trồng thêm cho nó sâu. Đấy, thì ví dụ bình thường chỉ một tầng này thôi, ta trồng thêm một tầng nữa. Đấy, xong ta mấy lúc mới gán đầu ra. Đấy, thì lúc này nó mạng gọi là nó sẽ xe thêm chiều sâu. Đấy, thì người ta mong muốn là ví dụ mạng này thì nó sẽ gì, để học được mịn hơn, học được tốt hơn các cái gì, các cái thông tin. Thì đây là cũng có một cái kiến trúc mạng mà gì, mà thường người ta cũng hay thở. Đây là cái stack decoder nó là network. Thì các bạn biết là gì, cái bây giờ là vẫn một vấn đề quan trọng là một cái mạng neuron, thì là ta phải chịu huấn luyện được nó, đúng không? Huấn luyện được nó, huấn luyện để gì, để cái khâu, một trong khâu quan trọng, tại vì huấn luyện hiệu quả thì gì, thì nó mới ra được cái mô hình hiệu quả. Đấy. Thì thực ra là gì, huấn luyện cái mạng thế, còn neural network là gì, là khá là khó, tại vì ở đây nó sẽ gì, nó sẽ bị nhiều các cái gì, nhiều các cái cell hay nhiều các cái gì layer. Đấy, thì ở đây là gì, để ta có thể nhân các cái cùng mặt trận trong mỗi gì, mỗi mỗi bước về thời gian ấy, trong cái gì, cái forward của Parkinson, là cái là cái lan truyền ngựa, lan truyền thẳng ấy. Thì rõ ràng gì, tại là cái ở đây thì nó cũng theo cái gì, theo cái tòa toán back Parkinson thôi, tức là ta sẽ cái output y ấy, thì ta sẽ dựa vào cái hàm not function để ta gì, ta sẽ tính các cái gì, các cái gradient đối với các gì, đối với các cái trọng số và cái đầu vào của ta, đầu vào mà từ ngay cạnh nó đến đầu vào mà gì xa nó. Đấy, ví dụ như là từ cái một cái output là nãy k đến gì, đến cái thằng mà gì, thằng thằng, thằng x1 cơ nhỉ. Đấy, thì rõ ràng là khi một cái mạng thì còn nó network mà gì, mà nó có nhiều thằng ẩn ấy, thì rõ ràng là gì, việc tính nó gì, nó khá là xa cái mà thằng đầu tiên ấy, so với cả cái gì, cái output. Đấy. Hay ví dụ như đối bài toán này chẳng hạn, thì đấy, thì ta tính cái gì, cái gradient E2 theo W. Đấy. Thì ví dụ này nó chỉ là mất gì, hai lần thôi, là gì, hai lần về thời gian là ta gì có tính được, đúng không? Tại vì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế thì gì, thì một cái mạng nó nhiều hơn thì ta phải gì, ta phải tính nó gì, nó khá là nhiều. Đấy, thì ở đây là ta có thể này. Đấy, thì rõ ràng gì, rõ ràng là cái của ta là cái IT cộng 1 ở đây, đúng không? Cái ra thì nó phải tính đạo hàm là cái gradient theo cái XT cộng 1 và gì, và kể cả XT đây, và kể cả gì, cái trước nó XT trừ 1 nữa, vân vân. Và cái này hoàn toàn là gì, hoàn toàn là tương tự tính cái gọi là thuật toán lan truyền ngược của gì, của một cái mạng bình thường. Thì ở đây là cái này, này nó tính là cái mà mạng lan truyền ngược mà gì, mà theo thời gian đối với mạng thì gần nó network. Đấy, thì ta chi tiết hơn một chút thì ta sẽ thấy nó gì, nó sẽ bị hiện tượng là gì, vanishing gradient, hiện tượng mà nó sẽ bị gì, gần như là cái đạo hàm này nó sẽ gì, sẽ bị triệt tiêu. Thì đây thì các bạn có thể là gì, chú ý là gì, cái tương tự với cả cái gì, cái mạng truyền thẳng, nhưng mà gì, nhưng mà khi ta
Fortinet ở RN thì nó đơn giản hơn chút, tại vì ở đây là các cái gì, các cái trọng số ở cái tầng ẩn thì nó gì, nó cùng là một trọng số. Thì đấy, ta thấy có thể HT bằng gì, W F của HT trừ 1 cộng với cả gì, cộng với cả cái W gọi là HX, tương ứng với cả gì, Hidden với cả cái gì, cái input này, nhân với cả cái IT này, đúng không? IT thì ta sẽ gì, sẽ bằng cái ma trận WS nhân với cả gì, nhân hàm F của cái thằng gì, thằng tăng ẩn này. Thì tất nhiên là gì đấy, thưa là nhiệm vụ ta là phải học cái gì, cái trọng số W, WHX và gì, và WS ở đây. Thì ở đây là tổng số lỗi, tức là lỗi tổng số là gì, tổng các lỗi của gì, của mỗi bước thời gian t ở đây. Nó khác là gì, khác là ta sẽ suy ngay là gì, là cái đạo hàm của gì, của hàm e đối với gì, đối với đạo hàm thị phần ấy, hay là người ta gọi gần đây, gây ở gần đây điên theo cái gì ma trận oát đấy, thì nó sẽ bằng gì, bằng sigma tổng của một đến t của gì, của các cái gì, các cái tương ứng là gì, là cái hàm et đối với gì, đối với cả cái trọng số W này, cái ma trận W này. Thì đây, thì theo công thức rule trên thì ta có gì, có cái có cái đạo hàm ET theo cái W hay nó gần đây điên này, theo W thì nó sẽ bằng này, đúng không? Bằng K bằng 1 đến T của tất cả các cái gì, à, theo cái trên dù đấy, tức là nó sẽ bằng cái hàm hợp ấy, thì nó sẽ bằng đạo hàm của ET theo cái IT và gì, đạo hàm IT theo cái gì, HT, và HT theo HK và gì, và HK theo cái gì, theo W. Đấy. Thì rõ ràng là gì, rõ ràng ở đây nếu mà t nó càng lớn ấy, thì cái gì, cái đạo hàm của gì, của cái thằng e mà cho gì, cho các thằng x mà gì, mà x một chẳng hai thì gì, nó lại càng xa, đúng không? Thì ở đây là ta gì, ta là đạo hàm theo cái gì, cái trọng số của W đấy. Thì cái này nó tính bằng gì, thì cái đây, cái ET nó bằng này, đúng không? Đấy, thì rõ ràng là nhiệm vụ, một trong những quan trọng là ta phải gì, phải tính từng các cái thành phần bên này. Đó, thì ta mới gì, có được cái đạo hàm theo gì, đạo hàm ET theo gì, theo W. Thì ở đây cái gì, cái HT mà theo HK, tức là đạo hàm của HT mà theo HK. Hay ta có thể gọi đây, gọi đây cũng là gửi đây điên, gửi đây điên thì các bạn biết rồi, nó là vector nhá, vector của các cái gì, các cái giá trị cụ thể. Và tất nhiên là khi các bạn chỉnh HT theo HK mà gì, mà đối với từng 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 các cái thuộc tính, hoặc là từ từng các cái mà gì, mà nốt ấy, thì ta sẽ ra một giá trị cụ thể. Đấy, trong đó khi trong đó HT bằng này, thì cũng theo cái chuyên du thì ta lại HT theo HK đấy, thì bằng sẽ tích này, J bằng K cộng 1 T của H, J tức là đạo hàm của gì, của HJ theo cái này, hay nó khác là đấy, tức là cái đấy điên của HJ theo gì, theo HJ trừ 1. Thì thực ra là ở đây thì nó có một toán học nó mất chứng minh một chút, nhưng ở đây tôi không đi sâu vào cái chứng minh này, nhưng mà ở đây thì nó sẽ là gradient này nó sẽ tích trong cái gì, trong cái ma trận Jacobian đấy. Jacobian thì là một cái ma trận mà gì, ma trận là các cái gradient của một gì, của một neuron. Cái này thì các bạn cũng cũng dễ hiểu thôi. Cái này này thì đấy, ma trận nó sẽ tính gì, các cái hàm not function đối với gì, đối với các cái toàn bộ bộ trọng số của ma trận. Đấy, thì gọi là cái ma trận
Cái điêng hay là khác là ma trận đá cua biển thì ở đây tôi không đi sâu cái này, nhưng mà nó có một cái đấy, cái mà người ta đã chứng minh được rằng đấy, cái đạo hàm của HT theo điều kiện HK thì ở đây nó có hạ cái trị tuyệt đối, tức là gì, là cái giá trị của nó đấy. Như tôi nói là nếu để không thì nó sẽ là một vector đúng không, nhưng mà để đấy thì là cái giá trị tại từng cái gì, cái HK nha. Đấy, thì và tương ứng HT tương ứng thì nó sẽ bằng như này. Và như vậy cái này thì sẽ nhỏ hơn một cái giá trị gọi là BW nhân beta H, thì beta thì là gì, là một cái giá trị mà gì mà người ta chọn trước, cái giá trị mà cận trên. Thì có một cái điều là gì, điều là người ta đã chứng minh được cái gì theo theo một cái bài báo thì gì, thì cái này gì, cái vế phải của ta đây rất là nhỏ. Đấy, và như vậy vế phải rất nhỏ thì đương nhiên cái này mà gì mà nhỏ hơn cái đấy thì cũng rất là nhỏ. Đấy, HT theo HK là gì, là gần như tiến rất nhanh tới không, tóm lại là rất là nhỏ. Đấy, và như vậy chính là gì, đây là hiện tượng là gì mà bát sinh cái riêng. Đấy, tức là gần như là biến mất cái giá trị này. Rõ ràng là khi giá trị này mà rất nhỏ ấy thì nó kéo theo là gì, cả cái này nhỏ, cả cái này nhỏ. Đấy là cái gì, cái hiện tượng mà gì mà bán sinh. Thì ở đây nó một trong nguyên nhân là gì, nguyên nhân là cái đây nó quá nhiều trạng thái thì nó rằng là để HT mà gì mà theo HK nó có nhỏ. Đấy, tại vì các bạn biết này là nó sẽ là nó bằng HJ điều kiện HJ trừ 1 đúng không, nhân với cả HJ trừ 1 nhân điều kiện HJ trừ 2 chấm chấm. Đấy thì rõ ràng là gì, ở đây mà giả sử như các bạn đầu vào từ 50 từ chẳng hạn, thì rõ ràng để cái từ cuối cùng là gì, là gần như là gì, gần như là nó sẽ không cập nhật cái gì cả. Tại vì rõ ràng là gì, cái này mà là gì mà nó rất là nhỏ thì đương nhiên là gì, cả cái này là rất là nhỏ. Như vậy nhỏ thì ta gì, về cơ bản là tham số của tham số hệ số cái tham số học của mô đồ ta sẽ không học được. Tại vì vì các bạn biết rồi, tức là đối với thuật toán là stochastic gradient ấy thì xi đúng không, thì bằng là gì, bằng xi trừ đi lambda nhân với cả gì đạo hàm của một cái hàm mà nó theo cái thằng xi. Rõ ràng đạo hàm này mà nó gì, cái gọi là cái gradient này nó quá nhỏ, nó quá nhỏ thì rõ ràng là việc gì, việc nó gần như bằng không. Mà như vậy tôi cập nhật ta là gì, là không được cái gì cả. Mà rõ ràng cập nhật không gì nghĩa là gì, nghĩa là nó cứ cứ gì, ví dụ giá trị bằng 5 thì cứ ở đấy mãi đấy. Mà như vậy thì chính vậy là gì, là nó sẽ không hiệu quả, và nó chính là hiện tượng vanishing cái điểm. Thì đấy là giải thích cho các bạn. Đấy thì ví dụ như là cái gì, cái vanishing gradient chẳng hạn, đối với mô hình ngôn ngữ chẳng hạn, thì đối với câu như này chẳng hạn, send void to the room, zone cũng gì, walk into, next day, he said 22, thì mình đoán ngay là gì, là 24, hai tu zone đúng không? Đấy, nhưng mà để cái một cái mạng đi cơ là nó nữa thì gì, thì nó nhận dạng này không phải đơn giản, tại vì ngữ cảnh của nó các bạn thấy là gì, khá là xa đúng không? Đấy, chứ không phải gần. Thì chính vậy như cái câu này nhá, thì gì, thì gần như là mạng RL sẽ không đoán nhận được. Thì đấy là cái gì, cái hiện tượng vanishing gradient. Thì bây giờ là cái hiện tượng mà này thì ta có giải pháp để giải quyết nó như nào, để giải quyết cái hiện tượng vanishing và gì và exploding thì nó bùng nổ. Thì ở đây thì gì, thì cái mạng của ta vanishing ấy thì cái mạng thì coi là nó ở đây nhá, thì nó bị chính là hiện tượng vanishing thôi, ở trên là không phải gì, không phải hiện tượng exploding. Thế nên tôi chỉ tập trung vào cái gì, cái vanishing vanishing và đây đương. Thì đối với cái gì nó bị hiện tượng này thì gì, thì có nhiều cách để gì, để xử lý. Đấy, cách thứ nhất là gì, là ta có thể thêm cái gọi là cái cơ chế cổng ở đây, cổng để gì, để giải quyết hiện tượng này. Đấy, tức là ta cổng làm sao vào để ta thêm để nó có thể nhớ dài hơn, để nó nhớ lâu hơn. Đấy, thì ở đây là gì, ở đây là có hai cái mạng nổi tiếng là gì, long term memory và gì và GAU.
Thì tất nhiên GRU là gì, là một biến thể của Nostr Mary, nó đơn giản hơn khá nhiều nhưng mà gì, nó cũng đã tương đối hiệu quả, đối với một số bài toán nó còn tốt hơn cả cái Nostr Mary. Và cái công nghệ rất nổi tiếng gần đây chính là attention mechanism, cái cơ chế attention. Thì chính là gì, chính là từ attention mà gì, người ta sẽ phát minh ra cái transformer. Các bạn biết transformer hiện nay nó đang là gì, domain các bài toán của NLP, và nó gì, nó còn nhảy sang xử lý ảnh. Đấy, ví dụ cái mô hình mà viết đi, viết thì gì, thì nó cơ nêm là gì, là tốt hơn cả gì, cả các cái mà gì ở mạng CNN truyền thống ngày xưa. Và đây ta cũng có thể là gì, là bỏ qua một số cái skip connection thông qua tham theo cái đúng cái phương pháp mà gì mà đó ao mà trước ta học. Đấy, thì ví dụ như là gì, ví dụ là skip bỏ qua, thì đấy là một cách mà gì mà giải quyết, hoặc là gì, hoặc là cuối cùng là gì, ta còn thử cái tạo cái tham số tốt hơn cho mạng này. Nhưng mà tuy nhiên là gì, tuy nhiên là do thời gian và do gì, do khối lượng của cái môn học, nên chúng tôi chỉ tập trung vào cái gì, cái kỹ thuật là sử dụng cổng thôi. Còn còn tất nhiên là gì, tất nhiên là buổi sau thì ta sẽ gì, sẽ nghiên cứu về cái mô hình attention, cái cơ chế attention đấy. Nhưng mà nhưng mà gì, nhưng mà buổi dạy này thì ta chỉ tập trung vào gì, vào cái mạng Nostr Mary. Tại vì mạng này là mạng mà sau khi người ta đưa vào cải tiến tốt hơn RN thì gì, gần như là người ta chuyển sang Nostr Mary, người ta sử dụng, chứ rất ít người dùng RN. Thì đây là cái kiến trúc cơ bản của cái cell của Nostr Mary. Các bạn nhìn này, cái cell này so với cell của recurrent neural network thì các bạn thấy nó khác nhau nhiều không? Đấy, thì ở đây là gì? Ở đây là nó sẽ thêm khá nhiều thứ ở đây. Đấy, đối với một cái gì? Cái cell của Nostr Mary thì nó đã thêm ba cái cổng. Cổng input, cổng quên và gì? Và cổng output. Đấy. Và gì? Và ngoài ra ở đây nó thêm một cái gì? Thêm một cái thông tin về ngữ cảnh. Đấy, tức là ngoài hát là tiếng ẩn. Đấy, các cái ẩn. Giống Tigerden thì nó thêm cái gì? Cái C nữa. Đấy, C là gần như là gì? C là cái nơi để chứa cái thông tin ngữ cảnh phục vụ cho việc gì, việc dự đoán hoặc là thực hiện nó gì, nó tốt hơn so với recurrent neural network. Thì ta sẽ đi vào từng cái gì, từng cái nội dung ở đây, các bạn sẽ thấy. Thì thứ nhất là gì, thứ nhất là đấy, ta xem là nó sẽ có cái cổng, tức là ta sẽ gì, ta sẽ minh họa từng cái cổng một. Đấy, ví dụ như là cái cổng mà về forget information, cổng để mất thông tin. Đấy, thì ở đây là gì, nó cái cổng này, cái cổng này có tác dụng là gì, là quyết định xem thông tin nào có thể bỏ qua trong cái gì, từ cái gọi là trạng thái của cái cell này, thông tin nào bỏ qua thì ta có thể gì, sử dụng cái cổng này. Thì cổng này nó sẽ gì, sẽ cái cổng forget đấy, cái tầng của cổng forget thì sẽ gì, sẽ output ra là một số gì, số 0, tức là giữa 0 và 1. Đấy, thì ở đây nó có thể là cái hàm, tức là cái hàm ST bởi cái gì, cái delta của gì, của cái trọng số này, tức là đây là WF nhân với cả gì, nhân với cả HT trừ 1 XT cộng với cả BF. Đấy, thì là gì, là cái hàm của gì, của cái thằng kết hợp giữa thằng IT trừ 1 đúng không, với cái thằng IT. Đấy, thì nó sẽ ra thằng FT.
Thì tiếp theo là cái gì? Cái cổng. Tức là bây giờ ta muốn gì? Muốn add thêm cái thông tin mới. Thế thì ở đây là gì? Ta xem quyết định là thông tin mới gì có thể lưu trữ vào trong cái trạng thái sale này. Thì đấy thì cái thông tin mới thì nó gì? Nó dựa vào gì? Dựa vào cái ví dụ như nhà như input ở đây, tức là cái tầng input ở đây. Đấy thì nó sẽ quyết định gì? Quyết định là cái tham số này có gì? Cái giá trị này sẽ được cập nhật hay không? Đấy ở đây nhá, cái forget này thì có thể gì? Có thể nó quên bỏ cả. Đấy các bạn chú bỏ cả thì nó sẽ gì? Cái giá trị đầu ra sẽ bằng không. Đấy còn bằng một thì nó sẽ gì? Nó sẽ gần như là nó không bỏ đi mà nó sẽ nhớ lại. Đấy, forget tức là gì? Là nếu mà không thì nó sẽ gì? Nó throw away luôn. Đấy, thì chính như vậy là gì? Chính vậy cái này nó sẽ quyết định là gì? Cái input này quyết định là gì? Đấy cập nhật. Đấy thì nó sẽ thông qua cái hàm tanh c c c t đây sẽ là kết hợp giữa gì? Cái CT đây là sẽ kết hợp giữa 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 cái thằng tầng ẩn cái thằng thằng đầu vào ấy. Đấy, đầu vào. Thì quyết định là gì? Quyết định là có cái nhập cập nhật cái thông tin này không? Nhập hay không? Đấy thực ra là nó cùng đầu vào nhưng mà gì? Nhưng mà đây nó cái trọng cái ma trận trọng số là khác nhau nhé, ma trận trọng số khác nhau. Tiếp tục thì cái gì? Cái việc cập nhật cái gì? Cái sales test nhỉ? Thì nó sẽ thông qua gì? Thông qua cái mà đấy, ví dụ như là khi mà cái thằng FT này, FT ở đây. FT ở đây. Tức là cập nhật nó sẽ có hai thông tin là từ cái thằng gì? Thằng IT đúng không? Và cái thằng FT. Đấy thì ở đây là cái tức là nếu quên hết thì thôi, đúng không? Quên hết mà thằng FT không thì nó là gì? Nó chả cập nhật gì cả. Đấy, nhưng trong trường mà gì? Trong trường mà nó cập nhật một phần nhá thì đấy thì nó sẽ tận dụng là gì? Là cái thông tin mà gì? Thông tin là tại vì cái là CT-1 là cái ngữ cảnh từ trước. Thì dựa vào cái thằng gì thằng FT ở đây tức là nếu mà cái hoàn toàn cái trước này ta bỏ qua cả thì nó sẽ bằng không, nếu trong nhớ một phần toàn nhớ hết chạ thì là FT một đúng không, đấy, là nhớ mức cao nhất đấy và gì và nó kết hợp với cả cái thông tin mà gì thông tin mà quyết định thêm vào tính là cái IT nhân cả thằng C mũ T C mũ T IT C mũ T thì cái này là chính là thông tin của cửa thằng để cái tầng ẩn và gì và cái thằng IT đấy là gì là IT thì do đó là gì do đó là cái mà cái ngữ cảnh một của thằng CT tức là này CT thì nó sẽ phụ thuộc vào gì mà hai thứ đúng không cái mà cần nhớ và cái gì cái thông tin mới mà là gì ta cần thêm vào đấy, thì rõ ràng là gì lúc đó CT nó sẽ bằng cái FT nhân với cả sao CT trừ 1 cộng với cả IT nhân với cả C mũ T bao gồm là gì đấy tức là thứ nhất là những cái cần nhớ nhớ những cái quyết định mà gì mà từ trước chính là gì là các cái context của CT trừ 1 đúng không và cái thứ hai là gì thông tin mới đưa vào thì là gì là tổng hợp hai này chính là thằng CD của ta chính là cái context của thằng bước tiếp theo đúng không? Thì các bạn có nghĩ giải nào thì không alo ta nghĩ giải nào tí nhá Vâng. nghỉ khoảng 10 phút.
Chúng ta tiếp tục nha. Các bạn nghe rõ không? Có. Ok. Đấy thì tôi nhắc lại là cái chỗ cập nhật cái sale test, tại vì đây là ta gì? Ta đang nghiên cứu từng người một cái sale một. Đấy, thì đấy các bạn nhìn đây là cái này nó khác gì? Khác rất nhiều so với cái sale của Decoder Neural Network đúng không? Tại vì nó gần như thêm cái, tức là cái về cái hidden thì nó vẫn gì, vẫn vẫn như vậy, nhưng mà gì thêm hẳn một cái C vào, tức là cái thời cái, và đương nhiên là gì, đương nhiên là nó có ba cái cổng, ba cái cổng, nhưng mà nó thêm cái C để như là gì, như là chứa cái thông tin về ngữ cảnh của gì, của cái mạng. Thì ở đây thì đấy thì nó thì update ở đây là cái sale test, thì nó sẽ có gì, có hai cái vấn đề mà cần phải gì update đúng không? Thứ nhất là cái thông tin mà nó nhớ từ cái gọi là CT-1, CT-1 thì nó thông qua để thông qua cái thằng FT đây, thì trong trường mà gì, trong trường bằng không thì nó bỏ qua đúng không, trong trường mà nó gì bằng một thì nó nhớ toàn bộ đấy, còn tất nhiên nó có một cái giá trị ở đấy thì nhớ một phần, và nó kết hợp với cả cái gì, cái thông tin mà gì mà ta thì, tức là thông tin của thằng, tức là nó kết hợp thông tin của cái thằng trạng thái ẩn HT-1 và gì, và thằng cái đầu vào XT đấy, thì nó sẽ gì thông tin này đấy, để xem gì, xem là cái vấn đề input thì ta có cần nhớ cái mới không, thì đấy nó qua cái gì, cái IT nhân với cả cái C mũ T. Đấy, C mũ T thì các bạn nhìn đây, đấy, C mũ T đấy, thì nó sẽ dựa vào cái gì, cái trạng thái ẩn HT-1 và gì, và T đầu vào. Thì cuối cùng là gì, cái context này nó sẽ là cộng đấy, cộng 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 hai cái đúng không, thì nó là cái mà gì, mà nó chứa cái thông tin ngữ cảnh của cái mạng mà ta cần nhớ đấy. Thì sau đó thì ta sẽ gì ra cái sẽ ta xem thông tin output nào đấy, thì đây nó sẽ quyết định ra cái gì output đấy, thì ta thêm một cái cổng về cái gì, cái cổng output này quyết định là gì, là một phần của sale test ra hay là tất cả ra cái output đấy, thì ta cũng sẽ sử dụng cái, ở đây là cái đấy, cái OT của ta đấy, thì cái OT đấy, thì cái này thì cũng gì, cũng là cái thông tin từ gì, từ cái đầu vào và gì, và trạng thái ẩn đúng không, cái OT, cái là cái đấy, ví dụ bình thường trước đây thì gì, trước đây ví dụ ở Decoder Neural Network thì gì, thì nó sẽ ra qua cái OT để gì, ta ra là gì, cái thằng output luôn đúng không. Đấy, ở đây thì nó sẽ là gì, là cái thằng HT ở đây thì nó sẽ là gì, bằng OT nhân với cả cái gì, cái tanh của thằng CT, tanh của thằng của thằng CT. Đấy. Thì ở đây thường người ta sử dụng cái hàm tanh để gì? Tại vì cuối cùng thì người ta sẽ vẫn phải quy ra gì? Quy ra một cái giá trị trong một khoảng nào đó. Đấy, tại vì vì các bạn biết rồi, trong cái mạng RON thì người ta gì? Ta đều normalize hóa. Đấy, thì ở đây là người ta sử dụng tanh để gì? Để cái khoảng nó tốt hơn so với gì? So với cái hàm sigmoid nó chỉ có từ 0 đến 1 thôi. Tanh thì chỉ 1 đến 1. Còn đương nhiên đây ta không thể sử dụng cái hàm hiệu techno vân vân được. Thì chính là cái gì, cái input ra chính là cái gì, cái HT của ta. Đấy. Thì nó kết hợp, tất nhiên là gì, tất nhiên là ở đây nếu mà gì mà dựa theo cái thông tin của tanh CT này, thì để ta xem gì, xem cái dựa vào tanh CT thì chính ngữ cảnh đấy, cái gì để ta xem, tại vì bình thường trước đây là chỉ cái thằng thằng nó đi gọi là nó code thì nó chỉ có OT ra thôi đúng không? Lại thêm cái thông tin này để ta sẽ cái có thằng OT mà gì mịn mà tốt hơn so với cái gì,
thằng đi cơ là nó network hay là đây là gì, đây một cái gọi là shadow state hoặc là short memory. Đấy thì tóm lại gì, tóm lại là đây một cái đầy đủ đấy, nó nhìn nó tương đối phức tạp, cái mạng Northern Melody nó tương đối phức tạp. Đấy thì thứ nhất là gì, nó sẽ bao gồm là gì, cái cổng quên, cái tầng cổng quên và gì, và cái tầng cổng input, và thứ hai là gì, là sẽ kết hợp cái một và hai. Cái ba là gì, là sẽ output ra cái gì, output ra cái self test, output ra và cái HT. Còn tất nhiên là HT đây mà ra cái Y thì tùy theo, nó là một cái hàm mà gì mà từ IT ra gì, à, từ cái HT này ra cái thằng 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 gọi là thằng Y của ta, thì thường là gì, thường là qua một cái dòng SOMMARK hoặc là nhân một cái mã trận nào đấy ra, đúng không? Thì đây là cái gì, một cái cell nó như này. Thì đấy là cái gì, cái thì ở đây gì, ở đây đây tức là vấn đề là gì, là làm nào mà long term memory giải quyết được cái hiện tượng vanishing của ADM. Điểm vanishing là hiện tượng mà biến mất cái gì của ADM điểm đấy, cái mà vừa nãy ta thấy là do nó nhân các cái nhiều cái mà nó nhỏ quá ấy, thì nó sẽ gần đến không. Rõ ràng là khi giờ gần đến không thì các bạn không update được gì cả, đúng không? Thì rõ ràng là sẽ nó bị không update thì nó sẽ gì, sẽ là ta không thể ấy được, ta không 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 đoán được cái gì, cái ngữ cảnh xa. Đấy, tại vì vì các bạn khởi tạo nào nó cứ ở đấy thôi, thì rõ ràng nó sẽ tâm đây gì tạo gì cho nó dễ hơn. Đấy, để lưu giữ cái thông tin của nhiều nhiều bước so với RN. Thì có cái tại sao mà thì ở đây các bạn nhìn thấy đây là cái mấu chốt, đây cái mấu chốt ở đây, mấu chốt ở đây thì tại sao ở đây nó có cái mà ta đấy, tức là một cái dấu cộng mà secret, một cái dấu cộng mà bí mật. Đây cái cộng đây nó cực kỳ quan trọng đấy. Thì đấy thì cái cộng ở đây này nó chính là cái mà gì mà nó quyết định. Tại vì vì sao, vì các bạn biết là cái CT này chính là cái gì, nó lưu thông tin ngữ cảnh của đây, thông tin là có thể nhớ được dài hay không. Thì ở đây thì ở trước trước đây là nếu mà đối với cái mạng decoder ấy thì hoàn toàn là gì, hoàn toàn là ta dựa trạng thái ẩn và gì, và cái hàm của ta là lệnh hàm của ta là hàm hàm mũ đấy. Nhưng mà ở đây thì các bạn nhìn thấy đây, hàm nó tuyệt tình hoàn toàn, đấy, tuyệt tình. Thế nên đâm ra gì, đạo hàm của cái này đấy, thì gì, thì nó sẽ chỉ gì có mỗi thằng FT thôi đấy, không bị cái hàm mũ đấy. Đấy, thì rõ ràng gì, rõ ràng là đấy, đạo cái hàm tuyệt tình thì đương nhiên là gì đấy, thì và như vậy là gì, tương tự là trước đây thì cái ta cái trạng thái mà gì mà ẩn trước ấy phụ thuộc gọi là hàm mũ vào cái hàm sau sigmoid mà, đúng không, vào cái trạng thái 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 trước. Nhưng mà đây là gì, nó chỉ phụ thuộc tuyến tính thôi đấy, nên việc gì, việc lấy cái điểm ở đây là gì, hoàn toàn nó ra ra hằng số đấy, ra hằng số. Và như vậy gì, như vậy nó đã gì giải quyết được cái gì, cái hiện tượng là gì, cái giải quyết một phần ở cái gì, cái vanishing của đấy điểm mà tôi đã trình bày. Đấy, tại vì nó đã chuyển từ cái gì, cái gọi là hàm mũ sang cái hàm tuyến tính. Đấy, thì đây là cái gì, hàm tuyến tính đây, CT phụ thuộc tuyến tính vào cái CT trừ một đây, đúng không? Đấy, đấy là cái gì mấu chốt để gì, để long term memory mà gì mà tạo cái nó dễ hơn để lưu trữ cái thông tin qua cái nhiều bước, qua nhiều many time step. Mà điều đó không nghĩa là gì, là long-term thì không đảm bảo nó có thể không bị vanishing. À, tại vì thực ra nó trong cái quá dài thì long-term memory nó vẫn bị, tại vì vì thực ra bản chất đây là nó cũng cũng đây nó chỉ gì cái mà ta nhớ thông tin và quên thông tin, nó mang tính chất cũng gì cũng cũng là con số ấy thôi, chứ nó không hẳn là gì là ta phân tích nhớ từng cái ngữ pháp hoặc là các cái gì các cái thông tin mà về từ tiếng, nên nó không đảm bảo là gì, không bị vanishing đấy. Mà nó sẽ gì giảm đi tương đối đấy, ví dụ như là một cái nó quá dài chẳng thì nó memory vẫn bị và gì, và nó memory cung cấp một cách gì dễ hơn để mô model cái gì, cái non distant dependent đấy, tại vì nó đã cung cấp một cái gì, cái riêng là cái gì, cái CT để gì lưu cái ngữ cảnh
Đấy, nên đâm ra là gì, học được cái thông tin là gì, thông tin là sẽ phụ thuộc dài hơn, thì đấy là cái gì, tại sao nó tâm đi mà gì giải quyết tốt hơn. Thì có một cái biến thể của long tâm đi chính là gì, GRU, tức là gate recurrent unit. Đấy. Thì cái này thì nó đấy, nó kết hợp được gì, cái vậy này ở cái tầng forget và input thành gì, thành một cái tầng gọi là chỉ update gate thôi. Đấy, update gate chứ nó không để riêng, và nó merge merge tức là ghép hai cái là gì, self test và gì, và self test và gì, và cái hai đợt test lại, chứ nó không tách riêng thành cái kiểu như self test ở trên, tức là cái new cái context và gì, và cái hai đợt state nữa. Đấy, thì nó mất lại, và đương nhiên thì như vậy nó sẽ simple hơn, đơn giản hơn. Đấy, theo đúng cái công thức như này, ZT bằng và gì, và cái HT cũng bằng gì. Đấy, thì ở đây là gì, ở đây nó cũng là một cách mà nó cải tiến, tức là cái thằng HT ở đây, tức là trước như tôi nói đấy, tức là nó phụ thuộc vào hàm mũ vào cái thằng đằng trước đúng không, thì ở đây nó chỉ phụ thuộc tuyến tính thôi, đấy, tuyến tính vào cái thằng HT-1 thôi đấy, và như vậy gì, như vậy nó giải quyết một phần cái gì, về đi dừng. Thì đấy là cái gì, cái gọi là get thì gọi là network. Đấy, thì là một cái biến thể, thì thường là cái long, có điều cũng lạ là long term memory thì có khá từ lâu rồi, khá từ lâu chứ không phải mới. Đấy, hiện nay mới là do gì, do mạng ROM ứng dụng thành công, thì người ta ứng dụng cái gì long term, nhưng long term thì không phải là cái mới, nhưng mà gì, nhưng mà cái gate recurrent unit thì lại là khá mới, để nó ra đời khoảng độ 2014 gì đấy. Đấy, thì và ứng dụng thì cũng khá hiệu quả. Đấy, thì ở đây nếu mà so sánh hai cái long term và long term memory và gì, và gate recurrent unit, thì ta thấy gì, gate recurrent unit là nó trên là gì, là nhanh hơn và thực hiện gì tốt hơn long term memory với cả gì, với khi ít dữ liệu. Nhưng mà tất nhiên đây là đối với task, ví dụ như là mô hình ngôn ngữ thôi, còn các cái khác thì cũng cũng chưa chắc chắn. Đấy, chưa 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 chắc nha. Đấy, và IU thì gì, thì là đơn giản hơn và dễ có thể sửa. Đấy, ví dụ như thêm cái cổng mới. Đấy, trong trường hợp mà gì, mà ta có gì, có cái đầu vào thêm của mạng nha, thì gì, thì nó sẽ dễ để modify hơn so với Noctimizing. Thì rõ ràng, và thứ hai nó ít code hơn. Đấy, so với gì, đương nhiên này, đương nhiên là nó ghép mà, các bạn nhìn đây, nó đơn giản hơn so với gì, so với thằng là gì, Noctomery. Tuy nhiên là Noctomery thì gì, thì nó có thể nhớ được cái sequence dài hơn so với gì, cái GIU, và thực hiện tốt hơn 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 GIU trong một số task mà gì, mà yêu cầu cái Noctin nó dài hơn. Để ví dụ như đối bài toán dịch máy chứ, thì thường là gì, dịch máy người ta thường dùng là Noctemary hơn là người ta dùng là gì, GIU trên trên cái mạng sequence to sequence ấy. Đấy, thì đấy là lý do, còn một số bài toán thì người ta gì dùng GIU cũng gì, tương đối hiệu quả. Thì cuối cùng là cái gì, cái là cái ứng dụng của gì, của một số ứng dụng của gì, của Noctemary, thì các bạn biết là tôi quay lại cái đầu. Thì đây là các cái kiểu mà gì của RN, thì thực ra là gì, thì cũng là các cái mà gì mà RN ứng dụng. Đây, thực ra bản chất là gì, đây là các cái ví dụ như là classification, tức là đấy, thì cho vào một cái tag chẳng hạn, thì ta có thể gì, ta có thể ra được cái gì, cái thực ra gì, thực ra đây là ta có thể là một cái cell đưa vào gì, từ ta đoán, hoặc là một cái tag luôn nhá, thì ta use embedding và gì, ta đoán luôn đấy, ra là cái gì. Đấy, nhưng mà thực ra cái này thì ít dùng, tại vì thì thực ra nếu cái này thì nó chẳng khác gì là một cái gì, một cái chẳng khác gì là một cái layer mà gì, mà chỉ có nhiều nốt thôi. Đấy, nên thường là gì, thường là nó đúng theo cái mạng ở đi gần là mạng nó phải gì, nó có nhiều các cái gì, nhiều 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 các cái gọi là hidden layer. Đấy, thì đấy, thì ví dụ như là image caption nhá,
sentiment, sequence to sequence rất tổng quát, có thể ứng dụng rất nhiều bài toán dịch này, tóm tắt văn bản, hoặc là kể cả bài toán ví dụ như là ấy tạm coi về bài toán ví dụ như là OCA tạm coi là gì, tại vì OCA thì thực ra là bản chất là gì, là dãy các cái ảnh mà gì, dãy các ký tự và thành thành hình ảnh ấy, để thành các cái gì, các ký tự đúng không? Đấy, hoặc là post chẳng thì rõ ràng là neural network mà nó ứng dụng được thì cái thằng Noctomery nó ứng dụng được, tại vì thực ra bản chất Noctomery nó là cải tiến cái deep learning network, nên đâm ra gì, đâm ra là hoàn toàn là các cái deep learning nó thì ta thay cái gì, cái cell đấy bằng cái cell của Noctomery đấy, tại vì giờ ít người ta dùng dùng cái deep learning network, tại vì dùng đấy nó không hiệu quả đấy, tại vì bị dùng neuron Noctomery nó tốt hơn hẳn, nên đâm ra là gì, người ta thay luôn đấy, thì có thể ứng dụng trong speech recognition NLP và acoustic model, thì nó chính là cái gì, cái như 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 tôi nói là gì, là sequence to sequence nhá. Đấy, hoặc là sequence labeling thì trong bài toán gì, post taxing nơ, hoặc là face chunking nhá. Đấy, cái mà cũng là many to many đấy, hoặc là gì, neuron static và semantic passing đấy, hoặc là gì, image captioning đấy, thì nếu đối với image captioning thì ví dụ đầu vào là ảnh thì ta có thể dùng gì, dùng CNN output trước để chuyển ảnh thành các cái vector ấy, vector gọi là các cái đặc trưng chúng ta tống vào cái sequence đấy, hoặc là sequence to sequence một cái tổng quát thì đấy, thì bài toán machine translation nhỉ, hoặc là video captioning nhỉ, thì input là gì, là thế dãy các gì, dãy các cái frame là các cái gì ảnh, tại vì thực ra bản chất là các bạn biết video là gì, là gần như mình có thể là gì, là sequence của các cái gì, các cái image đúng không, các cái frame image frame đúng không, đấy, sao? Thì transfer input là gì, input là các cái gì, các cái sentence để decode cái video, hay nó khác chính là video captioning đấy, thì đấy là các cái gì, ứng dụng Noctomery và gì, và nó rất là thành công. Thì thực ra là trước khi ra đời cái gì, cái attention ấy, attention trước khi ra đời cái gọi là transformer thì gì, thì cái mô hình là gì, là Noctomery sử dụng rất là phổ biến cho bài toán NLP. Thì tuy nhiên là gì, là hiện nay thì người ta vẫn vẫn dùng cũng tương đối, tại vì vì transformer tất nhiên là gì, nó dominate, nhưng mà gì, nhưng mà nó gì, nó cái cấu trúc của nó gì, đôi khi là khó hơn, nên tại chăn nuôi các bạn biết là còn khó hơn cả Noctomery đấy. Và thứ hai là gì, thứ hai là tất nhiên là hai cái thì cần đều nhiều dữ liệu cả, nhưng mà Transformer thì nó cần nhiều hơn so với cái Noctomery, nên đâm ra là gì, là trong một số trường thực tế thì người ta và gì, và cái Transformer thì gì, thì cái kiến trúc nó phức tạp ấy, nên đâm ra này thì chạy hiệu quả thì thường là chạy GPU này, còn gì, còn đối với cái Noctomery thì nó vẫn có thể chạy CPU mà tốc độ cũng tương đối tốt. Đấy, nên tại sao, thì tại sao mà một số các cái ứng dụng về dịch máy ấy, thì hiện nay người ta vẫn dùng cái Noctomery cộng attention, chứ người ta không chuyển thành cái gì, hoàn toàn cái transformer để người ta chạy. Đấy, cái transformer hiệu quả thì nó phải gì, chạy trên cái GPU, mà các bạn biết là chạy GPU mà gì, mà đầy đủ là rất là tốn tốn tiền ấy, tốn tiền thuê hoặc là gì, cái tiền đầu tư, nó vừa tốn điện và thứ hai là gì, cái chi phí cho nó cũng khá là lớn. Thì đấy là cái gì, cái ứng dụng của, và thứ hai là Noctomery nó cũng là cái nền tảng để gì, các cái mô hình sau ra đời đấy, ví dụ như là về Transformer, tại vì nếu không có Noctomery thì ta không thể có Transformer được đấy, thì đấy đây. Và một cái nữa là cái ví dụ như là khi mà người ta, tại vì thực ra là gì, Transformer mà khi cái encode thì có thể song song, nhưng mà cái đoạn decode ấy thì hoàn toàn nó vẫn là gì, vẫn tuần tự, và tuần tự kể cả là các bạn không dùng cái gọi là cái mạng Noctomery, mà các bạn dùng toàn bộ attention chẳng, thì cái đoạn decode mà ra kết quả ấy, kết quả dịch chẳng, thì nó vẫn là tuần tự. Đấy, tuần tự. Đấy, nên nắm ra gì, các cái kỹ thuật của nó tâm gì vẫn có thể ứng dụng được vào trong cái transformer, nên tại sao gì, tại sao nó vẫn khá là quan trọng. Đấy, thì tóm lại là gì, tóm lại buổi học hôm nay thì gì, tức là cái bài hôm nay, tức là deep learning neural network là một trong cái gì, cái gọi là best deep NLP model, một cái
gần như là đấy, gần như là ta có thể gì luật bất thành văn là khi các bạn học về 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 deep learning nhận ứng dụng cho application nhận thì thường là gì CNN là gì tốt cho bài toán computer vision, còn gì thì cần knowledge là gì là ứng dụng rất là gì rất là tốt cho bài toán gì bài toán NLP, tại vì đấy tức là nó hợp với hai cái loại dữ liệu tham CD và gì và SQL labeling SQL data. Do SQL data là gì là đối với cái thể hiện cái natural language rất là gì rất là hợp hợp đấy, nên đâm ra nó là gì là one of the best deep NLP model families đấy, và gì và hầu hết các cái quan trọng và mạnh của network để mở rộng thì gì thì ta đều là gì có hai cái gì cái mô hình chính là Longstory và gì GIU, và gì? Chúng ta vừa vừa gì? Vừa được 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 thấy mà tôi giới thiệu trong cái bài giảng này đấy. Và gì và đương nhiên là nó hiệu quả thì nó phải thể hiện bằng ứng dụng, thì đấy là các cái ứng dụng tôi vừa trình bày. Tất nhiên là ứng dụng thì tôi không quá chi tiết, nhưng mà gì nhưng mà qua đây các bạn có thể gì có thể search hoặc là tìm thấy các bạn thử. Đấy là đối với bài học hôm nay. Bạn có cái question hoặc discussion về cái bài học này không? Không thì ta sẽ chuyển sang cái section 2. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Có Tôi nghe thấy thầy ơi. Nay có 46 bạn nhỉ, hơi lớp ta tổng số bao nhiêu nhỉ bạn bạn Em thề 54 bạn. bạn 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 Dũng đã có danh sách chưa, danh sách lớp chưa? Em chưa, em chỉ dựa vào cái đăng ký bài tập lớn của các bạn được. Ở đây lớp chúng ta là các bạn tiêm, các bạn là có bạn nào không tiêm không, hay là đa số bạn được một mũi rồi thì vaccine đấy. Nó cho em được 2 mũi nữa. Hai mũi thì là quá tuyệt vời, nhưng mà có bạn nào chưa tiêm mũi nào không, hay là toàn ất nít một mũi? Ừ, để chắc là tiêm 1 mũi vậy ạ. Đa số một mũi rồi đúng không? Tức là gần như trăm, tức là chính xác là trăm trăm lớp ta là một mũi rồi đúng không? Công có đây không nhỉ? Dạ vâng ạ, em có đây ạ. Thì đấy thì các bạn có hỏi gì không nhỉ? Nếu các bạn không hỏi gì thì các bạn có thể ta học luôn nhá, hay các bạn cần nghỉ nghỉ giải lao không? Tức là cái section 2 là Được ạ. tức là section 2 là gần như tôi nói là cái nó liên quan đến cái bài tập mà tức là gọi là project các bạn làm thôi, project, tại vì do là gì? Do là học kỳ này là chắc là chúng ta sẽ online toàn bộ ấy, thì tất cả cũng ai là gì cũng làm sao ta cô cũng là cái mong muốn của gì của thống nhất của cả lớp ta, thì chúng ta sẽ làm cái gì thay vì là các bạn gì là thi, ta sẽ làm bằng gì bằng project, tức là bài tập lớn ấy. Thực ra là project thì chính xác hơn. Thì như tôi nói là cái điểm giữa kỳ thì nó sẽ gì sẽ cũng dựa trên cái project này nhé, và nhưng mà điểm cuối kỳ ấy, thì nó sẽ dựa thêm trên cái project và gì và cộng thêm cái điểm trắc nghiệm nữa. Trắc nghiệm thì chúng tôi là hôm đấy chúng tôi sẽ có cái phương án để thi, có thể là qua cái gì đấy, nhưng mà các bạn làm trong 15 phút cho em hoặc được 20 phút làm 30 câu đấy để làm để đánh giá, tại vì thực ra cái điểm trên project thì sẽ đánh giá theo nhóm, nên cũng gì cũng cái điểm trắc nghiệm nữa thì để gì đánh giá sát từng bạn hơn, thì kết hợp thì ta sẽ là điểm cuối kỳ, thì để cho nó cũng là gì cũng là làm sao mà hợp lý đối chúng ta, vì đúng ra là hàng năm nếu các bạn offline được thì chúng ta thường cuối kỳ chúng ta thi viết, còn bài tập thì nhưng mà gì nhưng mà xu thế giờ các môn này cũng là môn cũng khá quan trọng các bạn, để ra các bạn có thể thực hành được ấy, thì thi dạng project thì tôi nghĩ cũng là cái tốt, vì thường môn này nó cũng gì cái tính thực hành rất là cao, tính gọi là upline rất là cao.
Thì thôi thì tiếp theo là cho thầy Công nhá, thầy Công sẽ phổ biến bạn project nhé. Dạ vâng ạ, em chào Ờ thầy thì Công. thôi thì mình dừng đây, mình có thể mình thoát nhá, thầy Công chủ động. Chào các bạn nha. Vâng, chào thầy. Bạn đất trưởng cho mình xin cái danh sách các bạn đăng ký được không? Của em là các bạn đăng ký trên cái Google Sheet hay là Em ở đâu nhỉ? có Đấy, share qua cho mình cái link ở đây với để cho mình xem qua đây. Hôm nay mình sẽ phổ biến cho các bạn là về bài tập lớn là project cuối kỳ mà các bạn sẽ làm nhé. Thì ngoài, tức là như thầy có nói đấy, là ngoài mình lấy điểm giữa kỳ này, vừa là để đánh giá một phần cho cái điểm cuối kỳ ấy. Cuối kỳ mình có thể làm, có cả làm thêm một chút về trắc nghiệm ấy, nhưng mà vẫn có cả thành phần của điểm project này. Trên các bạn phải chuẩn bị thật là kỹ, nó cũng tương đối là lớn đấy. thấy em gửi qua chat rồi ạ. Ừ, rồi mình nhanh được rồi. Các bạn thấy mình share screen chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Rồi. Các bạn ở đây nhanh chóng điền, thứ nhất là điền nhóm trưởng này, thứ hai nữa là đầy đủ email cho mình nhé. Ok, tức là chúng ta sẽ có về Dũng anh mở cái Violi đi. bây giờ vừa mở nhé, mọi người vào lại em sửa. Mọi người thêm cái phần nhóm trưởng, thứ nhất là thêm nhóm trưởng này, thứ hai là thêm email. Là chúng ta là có 14 nhóm mà, 14. Vậy là đủ 54 bạn. Đủ 54 bạn hay là trong danh sách đây là chỉ có đăng ký thì mới biết vậy thôi nhỉ, lớp trưởng ơi. Em tìm trên cái trang của trường thì cũng thấy lớp có 54 bạn thì em đếm ở đây đủ rồi, mình còn thầy chưa gửi danh sách ạ. À, hiện tại thì mình thấy nhóm 4 này và nhóm số 11 là mới có 3 bạn đúng không? Vâng, cũng hết rồi ạ. Ừ, nếu mà 4 bạn thì mới đủ 54 chứ nhỉ, đúng không? Nhưng mà 3 đây chắc là thiếu 2 bạn. Thôi cái này thì mình các nhóm này sẽ tự bổ sung sau nhé, hoặc là các nhóm, hoặc là hai nhóm này sẽ là 3 người làm một project cũng được. Đủ 54 rồi đấy ạ. Ờ đúng rồi. Ừ. Thế là sẽ có hai nhóm có 3 bạn đúng không? Vâng. Ok. Các nhóm nhanh chóng điền cho mình nhóm trưởng với, sau đó là các liên hệ. Nhóm trưởng sẽ là người, thứ nhất là phân công này, thứ hai là sẽ là đầu mối lên, tức là làm việc với các thành viên trong nhóm này, thứ ba là sẽ là người leader quản lý tất cả các thông tin trong trong nhóm mà các thành viên làm những cái gì này. Cuối cùng trong cái báo cáo ấy, trong cái báo cáo của nhóm gửi lại cho thầy vào cuối kỳ ấy, sẽ phải có cả những cái contribution của từng thành viên trong đó, trong nhóm. Được chưa? Các bạn nhanh chóng điền giúp mình đi nhé. Ok. Mình sẽ giới thiệu qua cái bài tập lớn của lớp chúng ta. Thì lớp chúng ta thì đầu tiên là sẽ có hai bài tập lớn, tức là có hai lựa chọn cho các bạn đúng không? Tuy nhiên là hôm qua mình đã thống nhất với thầy Vinh là sẽ là có hai đầu mục task. Thì mình trước nữa mình sẽ random ngẫu nhiên các nhóm đầy đủ, tức là 14 nhóm thì sẽ là 7 nhóm làm task 1 và 7 nhóm làm task 2 ngẫu nhiên đó, để thay vì tránh cái trường hợp là đưa để các bạn lựa chọn thì mọi người lại tập trung vào một task mà lại bỏ cái task còn lại. Thì các bạn yên tâm là hai task thì chắc chắn nó sẽ có sự khác nhau, thì thầy sẽ đánh giá dựa trên là không không phải chỉ là mỗi độ chính xác đâu, bởi vì là
mình cũng không thể nào mà cân cân bằng được giữa việc là task nào khó hơn task nào ấy, mà sẽ đánh giá dựa trên các nhóm mà đạt cho kết quả cao ấy, thì sẽ dựa trên những cái điểm điểm đó để mà đánh giá, chứ không phải là ví dụ task 1 khó mà task 2 dễ thì nhóm 2 sẽ điểm cao hơn nhóm 1, như thế là không đúng nhé. Thì mình nói qua như vậy. Về task đầu tiên mà các bạn sẽ làm đó chính là cái COVID-19 entity recognition for Vietnamese. Thì ở đây là cái mục tiêu của mình là mình sẽ phải, mục tiêu thứ nhất là mình sẽ phải đầu tiên sẽ phải nhận diện ra được những cái thực thể tên riêng trong cái một câu tiếng Việt, và cái miền dữ liệu của chúng ta là miền tin tức về y tế, mà trong đó bao gồm có 35.000 cái thực thể tên riêng trên tổng hơn 10.000 cặp câu, à hơn 10.000 câu tiếng Việt. Thì về những label mà mình sẽ nói qua ở đây thì gồm có patient ID, person name, age, gender, occupation, location, organization. Các bạn đọc ở đây nhé, có cái definition này. Thì mình sẽ đi sơ qua. Đây, đây sẽ là link mà các bạn sẽ click vào đây. Dữ liệu sẽ lấy được từ VinAI Research. Về về cái giải thích về các label này nhé, thì các bạn sẽ vào phần cái link mà mình đưa này. Các bạn sẽ vào GitHub này, trong đó có annotation này, các bạn sẽ click vào. Ok. Tải về. Có mở ra xem. Đây là task số 1. Đây, ở đây thì họ đã giải thích về cái nhãn của từng nhãn mà dữ liệu của họ cung cấp. Thì một số quy tắc chung trong cái bài toán này, đầu tiên là thứ nhất là một thực thể cần phải được định rõ, định danh không nhập nhằng, giúp người đọc hình dung được thực thể đó ở đâu, tên gọi là gì và không bị nhầm lẫn sang các thực thể khác. Thì ví dụ như là Đại học Ngoại thương Cơ sở Hà Nội, hay là khoa học khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai này, hoặc là ở đây ý người ta muốn nói là có thể là khoa khám bệnh, nếu mà mình đánh dấu ấy, mà lại không có Bệnh viện Bạch Mai thì có thể sẽ nhầm lẫn với các thực thể như là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ví dụ vậy, hay là số 127 trường đường Trần Hưng Đạo này, hay là tầng 3 tòa nhà Trúc Bạch ví dụ như vậy. Quy tắc thứ hai là chỉ gắn nhãn các câu liên quan đến bệnh nhân COVID, công bố ca bệnh mới, về lịch trình di chuyển này, triệu chứng bệnh nền và công bố tử vong. Thứ ba là chỉ gắn nhãn các câu liên quan đến dịch COVID ở Việt Nam này. Thứ tư là nếu hai hay nhiều thực thể overlap thì gắn nhãn sao cho thực thể được tạo thành dài nhất, bao gồm các thực thể thành phần bị overlap. Ví dụ là những trường hợp về từ các vùng, những trường hợp về từ các vùng mà không phải vùng đã công bố ca có bệnh nhân COVID thì không phải địa điểm được Bộ Y tế công bố theo dõi sức khỏe. Ví dụ như là mình lấy thêm một ví dụ nữa là cái phần gắn cả cụm ấy, là ví dụ là giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, thì mình sẽ gắn nhãn lên một thực thể. Trường hợp mà các thực thể đi kèm tên viết tắt, ví dụ như là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố HCDC, thì gắn nhãn cả hai thực thể là Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thành phố Hồ Chí Minh và HCDC. Và quy tắc này các bạn có vấn đề gì không? Các bạn có thể vào cái trang, cái link GitHub mình vừa gửi ấy, để mà đọc kỹ cái này hơn nhé. Tiếp theo là mình sẽ có các nhãn, thì ở phần dưới thì họ sẽ gợi ý, họ sẽ chỉ rõ các nhãn ở đây là gì. Ở đây ví dụ cái nhãn patient ID này, thì tại Việt Nam bệnh nhân COVID-19 được định danh bằng số thứ tự X này, ví dụ số 1234 đến 200 này, thì bệnh nhân X, bệnh nhân thứ X, bệnh nhân số X, BNX, thì chỉ gắn X với nhãn patient ID. Ví dụ hoặc là cái BNX viết liền này thì cái gắn nhãn cho BNX là patient ID. Tiếp theo nữa là chỉ gắn nhãn các số thứ tự ở cấp độ quốc gia. Ví dụ TA là bệnh nhân COVID đầu tiên của Hải Phòng trong giai đoạn này của dịch, còn anh C là bệnh nhân thứ hai của Hải Nam, thì không gắn nhãn 2 là patient ID vì bệnh nhân được đánh số ở cấp độ địa phương. Ở đây các bạn có hiểu Có nghĩa không? Ok. là phải là bệnh nhân thứ mấy của quốc gia thì mình mới lấy, còn Đúng đâu như rồi. bệnh nhân thứ đầu tiên hay thứ hai của địa phương thì không được ạ à? Đúng rồi. Đây thì ở trên cái patient ID ở đây thì người ta đã, cũng đã nói rồi đấy, là cái X này thì mình sẽ gắn nhãn đấy. Còn cái phần mà cấp và mình chỉ gắn nhãn là cấp độ quốc gia ấy. Được chưa? Tiếp theo đó là trường hợp liệt kê một
khoảng gồm nhiều bệnh nhân liên tiếp, thì bệnh nhân từ 990 đến bệnh nhân 993 thì mình đã nhắn riêng biệt là BN990 và BN993 là hai thực thể gắn nhãn cho patient ID này. Tiếp theo là cái label name. Đối với nhãn name này thì ví dụ bệnh nhân thì để bảo vệ quyền riêng tư ấy, thì người ta thường viết tắt, ví dụ bệnh nhân NHN hay là T chấm, thì mình sẽ phải chú ý phân biệt dấu chấm trong tên bệnh nhân và dấu chấm ở cuối câu ấy. Cái này thì chỉ lưu ý thôi. Tiếp theo là tên những người có liên quan hay tiếp xúc với bệnh nhân. Ví dụ là ngày 21 tháng 8 thì bệnh nhân có tiếp xúc với cô A là nhân viên của siêu thị điện máy xanh ở Đà Nẵng thì mình gắn nhãn là A ấy. Hoặc là các danh xưng ông bà anh chị giám đốc chủ tịch thì không nằm trong danh sách tên riêng ấy. Ví dụ ông HHT thì mình chỉ gắn nhãn HT với nhãn name thôi, còn lại là mình sẽ không gắn nhãn chữ ông vào trong trong cái cụm này. Đối với các trường hợp mà không gắn nhãn những người không liên quan trực tiếp đến lịch trình di chuyển hay không có liên hệ với tiếp xúc bệnh nhân, ví dụ bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia về bệnh nhân truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh, phân tích bệnh nhân số 34 lây nhiễm nhiều còn do tiếp xúc gần với nhiều người trong giai đoạn bắt đầu triệu chứng bệnh, thì mình không gắn nhãn Trương Hữu Khanh bởi vì là ông này là không liên quan đến lịch trình di chuyển hay là không liên hệ, không tiếp xúc với bệnh nhân. Tiếp theo là không gắn nhãn tên người đại diện đưa ra phát ngôn công bố một tổ chức. Cái ví dụ này cũng tương tự đấy, sáng ngày 12 tháng 8 thì ông Trương Huyền Trường, giám đốc bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi Quảng Trị. Đấy thì thực ra hai cái trường hợp này đều là không liên quan đến trực tiếp đến chuyến bay hay là không có liên hệ tiếp xúc với bệnh nhân, thì mình sẽ không gắn nhãn Trương Huyền Trường. Tiếp theo thì đối với nhãn gender thì cái này thì mình có phải nói chi tiết từng nhãn một không nhỉ, hay các bạn tự đọc được? Thầy chỉ cần lấy một số ví dụ về những cái nhãn nào nó phức tạp thôi ạ. Còn đâu những cái nhãn khác thì thường nó sẽ đọc được ạ. Ừ, thế Thầy đánh giá thì một số nhãn nào nó khó hiểu thì thầy giảng nhãn đấy nhãn là được ạ. gender thì không có gì nhá, nhãn age thì các bạn biết rồi này, nhãn job thì cũng biết rồi nhá, bởi vì nhân viên, ví dụ nhân viên bán hàng này, nhãn job thì các bạn sẽ gắn nhãn nhé. Hoặc là chú ý thì các bạn chú ý cái phần chú ý, ví dụ mình lấy ví dụ nhãn job ấy, thì cái du học sinh này, học sinh sinh viên cũng được xem như là một job ấy, chứ không chỉ là mỗi nhân viên bán hàng hay là giáo giáo viên ví dụ vậy, mà du học sinh này, học sinh sinh viên cũng được xem là một job đấy. Hay là chỉ gắn nhãn chuyên gia, chuyên viên, chuyên gia nếu có ngành nghề đi kèm cụ thể, ví dụ là chuyên gia dầu khí thì mình mới gắn nhãn, còn nếu mà chuyên gia chỉ chuyên gia không ấy, thì mình sẽ không gắn nhãn chuyên gia là một job đó. Tiếp theo là không gắn nhãn các dạng viết tắt, viết gọn của nghề nghiệp, nam sinh là viết gọn của từ nam sinh viên, nữ sinh là nữ sinh viên, thì mình cũng không gắn nhãn hai trường hợp này. Phần location thì cũng không có gì đây, có phần chú ý đây nhưng mà các bạn đọc chắc là cũng sẽ hiểu thôi. Organization, location, ở đây phần location chắc là phải chú ý một chút. Cái phần ví dụ cái phần location và phần organization ấy, ở đây mình nói cái phần chú ý nhá. Ví dụ như là xem cả địa danh nơi tổ chức đặt là một thực thể, ví dụ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đúng không, thì mình có hai phần là Ủy ban nhân dân và thành phố Hà Nội đúng không, thì cái Ủy ban nhân dân là cái organization đúng không, còn thành phố Hà Nội sẽ là cái mà location đúng không, thì như vậy thì mình sẽ phải cả địa danh và tổ chức là một thành phần thực thể, các bạn hiểu không? Nghĩa Tiếp nhé. là khi mà cái organization nó đi cùng với cả location thì mình phải đưa nó thành một thực thể là organization. Đúng rồi, mình sẽ đưa nó thành một thực thể. Ở đây là đây, ví dụ đây là bệnh viện Bạch Mai này. Bệnh nhân. À cái này là ấy thôi, bệnh nhân. Tiếp là chỉ gắn nhãn những tổ chức có liên quan đến bệnh nhân, đơn vị công bố ca bệnh, đơn vị công bố khỏi bệnh, cơ quan làm việc của bệnh nhân và đơn vị có trách nhiệm xử lý ca bệnh.
Tiếp theo là không gắn nhãn tên các cơ quan báo chí truyền thông Ví dụ Tuổi Trẻ Online, VN Express, Thanh Niên, chỉ có nhiệm vụ dẫn lời tường thuật công bố thì mình sẽ không gắn nhãn. Tiếp theo là cần chú ý tới ngữ cảnh để xác định có phải location hay không, bởi vì đây tránh nhập nhằng với organization. Thì nãy mình có nói đấy, ví dụ như câu này, sáng ngày 13 tháng 8 này, bệnh nhân 716 là và 1719 được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Như vậy thì các bạn đoán đây là location đúng không? Bởi vì tại bệnh viện Bạch Mai mà. Nhưng mà ở đây sáng 13 tháng 8 này, bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức công bố khỏi bệnh, thì ở đây trong trường hợp này bệnh viện Bạch Mai sẽ là organization. Trường hợp mà tên tổ chức được viết gọn thành TP Hà Nội, là thành phố Hà Nội ấy, công bố lịch trình di chuyển của ca nhiễm thứ 17 thì viết cho gọn là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố lịch trình di chuyển của ca nhiễm thứ 17 thì gắn nhãn thành phố Hà Nội location. Đây là trường hợp nhập nhằng giữa location và organization đấy, các bạn chú ý chỗ đấy. Cái phần nhắn date này thì chắc không có gì nữa. Symptom and disease. Triệu chứng, đây các triệu chứng thì cũng không có gì. Các bạn triệu chứng thì nó cũng loanh quanh kiểu sốt, ho, đau họng hay là xét nghiệm dương tính về cái chữ này thì các bạn gắn nhãn dựa trên những thông tin đây. Ở đây có một cái chú ý là gắn nhãn cả những bổ ngữ cho bệnh, ví dụ như là mãn tính này, chỉ mức độ nghiêm trọng như là mãn tính này, giai đoạn cuối này, không phục hồi này, không đáp ứng thuốc, hay là sốt 38 độ C, và không gắn nhãn là các tác nhân gây bệnh, là viêm phổi do COVID-19, viêm phổi nặng do virus. Thì ở đây thì những cái từ mà tác nhân gây bệnh là do COVID hay là do virus thì mình sẽ không 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 mình sẽ không gắn nhãn cho các cái tác nhân này. Tiếp theo là không gắn nhãn từ biến chứng. Có nhiều lưu ý phết đấy, tức là không gắn nhãn các bệnh mà triệu chứng có kèm từ phủ định phía trước, không ho không sốt. Tiếp theo là không gắn nhãn những phương pháp điều trị như chạy thận nhân tạo hay đặt stent. Những trường hợp về từ các vùng mà không phải vùng công bố bệnh nhân COVID thì không phải địa điểm được Bộ Y tế sẽ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà ấy, thì ví dụ như là các cụ các cụm như sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hay khứu giác thì mình phải gắn. Ở đây mình gắn là cụm giảm hoặc mất vị giác, khứu giác thành một thực thể. Transportation, cái này là phần di chuyển thôi, ví dụ như là chuyến bay hay là xe buýt số hay là xe khách, ví dụ vậy. Thì mình sẽ gắn nhãn cái mã số hiệu của cái phương tiện đi lại đấy. Về cái việc lưu ý của nhãn này là trong trường hợp mà sẽ có overlap giữa hai thực thể thì xử lý theo quy tắc chọn thực thể dài hơn. Ở đây ví dụ là gắn nhãn quán bún bà PTA đúng không? Gắn location đúng không? Thay vì là PTA là name đúng không? Ví dụ cái PTA này là vừa là một name, danh mình có thể gắn nhãn là một một name đúng không? Nhưng mà vừa có thể gắn nhãn cả cụm này thì location đúng không? Thì mình sẽ gắn nhãn cả cái cụm dài hơn. Đây là cái phần ưu tiên này. Mình sẽ ưu tiên việc mà gắn thực thể dài hơn. Tiếp theo là không gắn nhãn trạm y tế xã do cần suy ra từ ngữ cảnh của câu để xác định đó xã nào. Như vậy mình có nói ở trên đấy, có một cái quy tắc mà nó phải là, tức là nó không bị nhập nhằng ấy, à tức là một quy tắc mà nó phải bao hàm cả rõ định rõ được đấy là vị trí nào ấy. Ở đây không nhập nhằng lẫn nhầm lẫn các thực thể khác, ví dụ trường đại học ngoại thương cơ sở Hà Nội ấy. Thì cái ở dưới đây